kính chào các bác và anh em. Và hôm nay lại tiếp tục lên đường mẫu sản phẩm Lake MB300 mẫu lưng tiếng thế hệ mới 2023 bản nâng cấp mới luôn cho bác và anh em chơi phóng lắc gia đình. Và Lake MB300 là dòng sản phẩm lưng tiếng để hỗ trợ bác và anh em chơi nhiều hơn về phần nghe nhạc. Để các bác và anh em lưu ý giúp em. Và em xin gửi cho bác Vũ đến từ Lâm Bồng bộ sản phẩm Lake MB300 hộp hình thức mới các bác ạ. Hộp hình thức mới so phiên bản cũ. Đấy, mẫu này thì cho bác và em trải nghiệm âm thanh tốt nhất đến từ các giải bát, tiếng chép hay chế độ nhạc để giúp đỡ bác và em cải thiện hơn về phần nghe nhạc. Đặc biệt là bác nào đang sử dụng âm ly ấy, mà chúng ta căn chỉnh những cái giải bát mic chép ở trên phần âm ly nó không được rõ nét lắm, nghe nhạc nó không được hay lắm, tiếng nhạc ra thô. Và ngay bây giờ chúng ta lên nghĩ cho mình đến một phương án khác, đó chính là nâng cấp thêm một bộ lưng tiếng đến từ em Lake Optic, đặc biệt là dòng sản phẩm MB300 này. Cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ hỗ trợ bác và em rất nhiều trong việc chúng ta nghe nhạc. Đấy, các bác có thể cắt súp trực tiếp thông qua lưng tiếng nữa, và cắt súp của em Lake MB300 này cực kỳ tốt, tiếng sạch, nghe khỏe. Đấy, cho bác và em chơi và trải nghiệm tốt hơn. Ok, và em xin cùng các bác và em mở phần bên trong của em Lake MB300 cho bác và em cùng trải nghiệm với em cùng một lần nữa. Và đặc biệt là em gửi cho bác Vũ đến từ Lâm Đồng. Đấy, khi các bác và em nhận hàng này, chúng ta kiểm tra luôn đầy đủ các linh kiện bên trong của hộp chúng ta nhận hàng. Đấy, bao gồm là dây dắt cắm nguồn này, bên em sẽ tặng riêng cho các anh em một đôi dây ép nối số âm ly hoặc cục đẩy, và giá thành chỉ có 1.100.000 đồng thôi, một con lưng tiếng Lake Optic hàng nhập khẩu bên em. Đây, tất cả những gì bên trong của bộ sản phẩm này bao gồm dây cắm nguồn và một bộ đồ thu và hộp xốp đi kèm để đảm bảo trong cái quá trình vận chuyển sẽ được an toàn hơn với các trang thiết bị của các anh em đặt hàng bên cửa hàng nhà em. Lake MB300 là dòng sản phẩm năm 2023 mới ra mắt, và từ chất lượng âm thanh ra thì cực kỳ là sống động rồi. Rất nhiều anh em làm âm thanh đã đánh giá rất cao cái dòng sản phẩm Lake MB300 này. Và hình thức thì các bác có thể thấy ngay phiên bản phay nhôm chống sức màu đen, chống hoen gì cực tốt. Đấy, và hơn nữa thì các bác và em có thể là ghép đối với trang thiết bị âm thanh đồng màu với màu đen này thì cực kỳ là dễ phối đồ. Và với cái dòng sản phẩm Lake MB300 này có đầy đủ các giải để bác và em căn chỉnh, bao gồm giải bát, giải tiếng, chế độ nhạc hay giải chép, để chúng ta căn chỉnh làm sao phù hợp với những cặp loa của gia đình. Và nghe nhạc qua lưng tiếng thì đương nhiên rồi, tiếng chất lượng âm thanh nó sẽ bay bổng hoàn toàn so với việc chúng ta sử dụng nghe nhạc thông thường. Và có phần cắt súp ở đây, âm lượng tổng volume của súp, các bác và em lưu ý giúp em có thể cắt súp trực tiếp và tăng giảm volume âm lượng súp ngay con lưng tiếng, ngay trên con lưng tiếng Lake MB300 các bác nhá. Và đường kín kết nối lấy nhạc thì bao gồm rất nhiều các cổng rồi, các bác có thể sử dụng cổng cắm USB này, các bác có thể sử dụng cổng quang hay là anten Bluetooth. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cổng AUX1, AUX2 để chúng ta ghép nối trực tiếp lấy tín hiệu qua đường dây AV. Mặt sau của em lưng tiếng MB300 với các bác nhé. Đấy, bao gồm đường dây ca lông để các bác và em ghép nối số âm ly cũng đẩy, có cổng in, cổng out, có cổng hoa sen cho các bác và em. Đấy, chúng ta sẽ lấy nhạc qua cổng hoa sen qua phần in, còn các bác và em sử dụng để ghép nối sang cục đẩy âm ly các qua phần out giúp em. À, có đường cổng quang, anten Bluetooth này, dây cắm nguồn được thiết kế mặt sau. Đấy, có tem bảo hành, tem QC pad của nhà máy đầy đủ các bác nhé. Ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cho bác Vũ đến từ Lâm Đồng cũng như anh em khách hàng đã và đang đặt hàng với bộ sản phẩm MB300. Anh em nào đã đặt hàng được rồi và đã được trải nghiệm mẫu sản phẩm Lake MB300 vui lòng để lại phần bình luận phía dưới cho bác và anh em tiếp theo có thể là xem được ý kiến đóng góp của bác về cái dòng sản phẩm Lake MB300 này. Hình thức thì với MB300 thì không có nhiều giải để nét, nhưng chủ yếu nó thiên về phần chất âm nhiều hơn, chủ đạo là về phần chất âm. Anh em nghe nhạc thì phải có lưng tiếng, và nghe nhạc lưng tiếng thì sẽ như thế nào? Em bây giờ thì cùng với em thử trải nghiệm chất lượng của mẫu lưng tiếng Lake Optic MB300. Em sẽ bật cục đẩy và cho bác và em trải nghiệm chất lượng âm thanh, và trong cái quá trình test này, em sẽ ấn rất nhiều lần với nút in bypass để cho bác và em có thể thấy được sự khác biệt khi chúng ta sở hữu hay sử dụng một con lưng tiếng với phòng hát gia đình nhá. Ok, và như vậy là các bác đã cùng với em cùng trải nghiệm chất âm của Lake Optic MB300 đúng không ạ? Các bác thấy nó có sôi động hay không? Ê, khi chúng ta sử dụng hay là sở hữu cho mình một con lưng tiếng với phong cách gia đình thì đương nhiên rồi, cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được là tất cả các giải âm chìm từ phần bát, từ phần tiếng cho đến phần chép nó được lội lên một cách rất là rõ ràng. Đấy, khi chúng ta thông qua việc sử dụng con lưng tiếng như thế này, in bypass một nút rất quan trọng để giúp đỡ cái phần tiếng nó được thông qua lưng tiếng, nó đẩy từ phần bát lên,
tiếng đánh ra sôi động hơn này, đấy, giải giải bass đánh ra sôi động hơn này, giải tiếng thì rõ lời hơn này, giải chép thì nhiều hơn. Anh em nghe nhạc là phải có lâng tiếng để nó cải thiện hơn về cái khả năng nghe ca hát của bác và anh em. Và đặc biệt với mẫu lâng tiếng Lake Arctic MB300, giá thành hiện tại chỉ có 1.100.000 đồng thôi. Em nghĩ là các bác và anh em thừa sức để chúng ta mua được một con lâng tiếng để trải nghiệm với phòng hát gia đình với mức giá tốt như thế này. Và có chế độ bảo hành lên tới 1 năm cho bác khách hàng nào đã đặt hàng với bộ sản phẩm Lake Arctic MB300. Và chúng ta có thể đổi mới hoàn toàn trong 30 ngày đầu tiên sử dụng. Có vấn đề lỗi của nhà sản xuất thì bên em hoàn toàn đổi mới cho anh em luôn một mẫu sản phẩm khác. Và Lake Arctic MB300 sẽ hân hạnh phục vụ tất cả các bác và anh em trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Và ngay bây giờ nếu như các bác và em muốn đặt hàng với bộ sản phẩm Lake Arctic MB300, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số thoại bên em để ngay ở trên màn hình cho bác và anh em liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo để được mức giá tốt nhất cũng như là chế độ bảo hành lên tới 1 năm bên cả Tổ Audio nhá. Xin chào các bác.